Như đã hứa ở video trước, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách bộ bài Gimmick Puppet đốt sạch điểm gốc đối phương trong một lượt. Đầu tiên, chúng ta chỉ cần một lá bài trên tay là Mansion of the Red Fundos, kích hoạt môi trường của Gimmick Puppet. Khi được kích hoạt, lấy một Gimmick Puppet trong bộ bài lên tay, mục tiêu là Gimmick Puppet Little Soldier. Triệu hồi bình thường Little Soldier, hiệu ứng của quái thú này sẽ gửi một quái thú Gimmick Puppet khác level với nó từ bộ bài xuống mộ để sao chép số sao của quái thú đó. Quái thú được gửi xuống là Gimmick Puppet Rockdown. Little Soldier biến thành 8 sao. Hiệu ứng của Rockdown khi bị gửi xuống mộ, nó sẽ trở về tay. Hiệu ứng của Rockdown tiết lộ một quái thú ETS Gimmick Puppet. Sau đó, triệu hồi đặc biệt Rockdown và một quái thú Gimmick Puppet có số sao bằng với số răng của quái thú ETS được tiết lộ từ bộ bài ra sân. Quái thú được triệu hồi đặc biệt ra là Gimmick Puppet Cattle Scream. Dùng hai quái thú 8 sao là Little Soldier và Cattle Scream làm nguyên liệu triệu hồi quái thú ETS răng 8 Gimmick Puppet Fantastic Machinic. Hiệu ứng của Fantastic Machinic loại bỏ một nguyên liệu ETS là Cattle Scream để lấy răng up Magic Agent Chaos Fork trong bộ bài lên tay, và chúng ta sẽ có thêm một lượt triệu hồi bình thường nữa. Kích hoạt răng up Magic nâng cấp Fantastic Machinic thành CETS Gimmick Puppet Fanatic Machinic. Hiệu ứng của Cattle Scream ở dưới mộ loại bỏ Fantastic đang làm nguyên liệu ETS xuống mộ để tự triệu hồi đặc biệt bản thân lên sân. Dùng Cattle Scream và Rockdown làm nguyên liệu triệu hồi quái thú number 40 Gimmick Puppet Upstring. Khi quái thú ETS răng 5 trở lên được triệu hồi đặc biệt, răng up Magic Agent Chaos Fork ở dưới mộ sẽ trở về tay người chơi. Hiệu ứng của number 40 loại bỏ một nguyên liệu để đặt một string counter lên những quái thú khác ở trên sân. Kích hoạt ma pháp răng up nâng cấp number 40 thành number C40 Gimmick Puppet of Dark String. Hiệu ứng của C40 khi được triệu hồi đặc biệt sẽ tiêu diệt toàn bộ quái thú đang có string counter dính trên người và gây thiệt hại cho đối phương bằng quái thú có sức công cao nhất. Cùng lúc đó, khi có quái thú ETS tộc Gimmick Puppet được triệu hồi đặc biệt, Fantastic sẽ đội mùa sống dậy và lấy Run Up Magic dưới mộ lên tay. Fanatic có dính string counter bị tiêu diệt và rớt xuống mộ, rút một lá bài và gây 3100 thiệt hại cho đối phương. Dùng Fantastic và number C40 làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 2 ở Gimmick Puppet Chimera Dawn. Hiệu ứng của Chimera Dawn lấy quái thú Gimmick Puppet Thorough Baby từ trong bộ bài lên tay. Triệu hồi bình thường Thorough Baby ở trên tay. Hiệu ứng của Thorough Baby khi được triệu hồi bình thường, hồi sinh một Gimmick Puppet dưới mộ lên sân ở trạng thái thủ, mục tiêu là Rockdown. Hiệu ứng của Little Soldier ở dưới mộ loại nó khỏi trận đấu để tăng cho Thorough Baby từ 4 sao lên thành 8. Dùng hai quái thú 8 sao làm nguyên liệu triệu hồi ETS quái thú number 15 Gimmick Puppet Zen Rinder. Hiệu ứng khác của môi trường Mansion of the Red Fundos loại bỏ một nguyên liệu ETS của number 15, triệu hồi đặc biệt number C40 từ dưới mộ sang phần sân của đối phương. Hiệu ứng của number 15 tiêu diệt một quái thú trên sân đối phương, nếu là quái thú ETS thì gây thiệt hại bằng với sức công. C40 bị tiêu diệt gây ra 3300 thiệt hại cho đối phương. Tiếp tục kích hoạt Rung Up Magic ở trên tay, biến number 15 thành CETS Gimmick Puppet Fanatic Mechanic thứ hai. Hiệu ứng của Fanatic loại bỏ một nguyên liệu để triệu hồi một quái thú dưới mộ lên sân đối phương. Number C40 được hồi sinh lần nữa. Vẫn là hiệu ứng của Fanatic tiêu diệt C40 và gây thiệt hại bằng nửa công cho đối phương. Đối phương nhận 1650 thiệt hại. Chỉ với một lá bài, ta đã đốt sạch điểm gốc đối phương bằng một combo FTK. Vậy là chúng ta đã hoàn thành combo rồi. Xin chào.